Solo cùng Bolero tuần này sẽ là phần thi đến từ Trường Ân, Tống Yến Nhi, Nhất Minh, Thúy Hiền. Mình hát dòng Bolero đó là mình phải nghe mình thật kỹ. Tại vì trong Bolero khi mà mình hát, mình có những cái nốt luyến bài Linh Hồn Tượng Đá không hề dễ nha. Con diễn tả trong ba cái câu đó đúng ý của nhạc sĩ Anh Bằng. Vì thực sự em hát hay từ nội tâm tình cảm, em sẽ là một ngôi sao sáng. Nhưng đây là mới vòng thứ hai, con đường của em đi còn rất là dài nên vẫn phải cố gắng nhiều hơn. Đã hay rồi phải hay nữa. Kính mời quý vị đón xem tập 8 chương trình Solo cùng Bolero 2024 được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.